Sao sao? Cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một một là sao là bắt đầu sao mình giờ thí dụ muốn con trai nè thì sao? À, cái tinh thần là kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó. Nghĩ lúc nào? Nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ, hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi, hoặc là khi thích thì mình nghĩ thôi. Đấy, hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh khóc lúc đâu này. Anh hay là trường hợp ngoại lệ. Rồi. Rồi, ngồi đi em trai. Và mời bạn nữ. Trời ơi, ngồi đi cưng, ngồi đi. Ôi, xinh xắn quá. Em giới thiệu gì mình đi em trai. Vâng. Xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em rất thích chị Nam Thư từ cái chương trình Quyền Lực Cái Lóng ạ, rất là hâm mộ. Vâng. Cảm ơn bạn. Chào chị nha. Chào cưng. Dạ vâng. Em tự giới thiệu em là Nguyễn Đức Cảnh, em quê ở Hà Nội, bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, và em làm môi giới bất động sản, độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn? Em Hà Nội luôn, vừa bay vào sáng nay. À, từ Hà Nội bay vào đây? Dạ vâng. À. Dạ em bận hết này. Rồi, cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào trong Nam để tìm người yêu ha. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Em xin phép gửi lời chào đến chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Cùng với bạn chơi ở bên cạnh và toàn bộ khán giả đang tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu họ tên đầy đủ của em trước kia ạ, là em là Trịnh Thị Trang ạ. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đã thay đổi tên thành một cái tên mới là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ? Dạ vâng ạ. Vâng. Tại sao mình có thử thay đổi tên này ha? Có một số cái lý do liên quan đến cá nhân em ấy, thì em đi làm việc giao tiếp thì em cảm thấy cái tên Ngân Kỳ nó mang lại cho em cái sự tự tin hơn. Ừ. Với lại thầy Phong Thủy có bảo với em là nếu mà con thay một cái tên là chị Ngân Kỳ thì con sẽ sớm được gặp được cái người mà con... yêu thương ấy. Rồi. Nên là hôm nay em cũng rất là nỗ lực để mà bằng cái tên mới của mình, biết đâu hôm nay đến với chương trình thì em lại tìm được một bạn trai phù hợp. À, hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ủa vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây. Dạ vâng. Mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. Ê chà. Em bay chuyến mấy giờ? 5:30 đấy ạ. 5:30, anh bay chuyến 8:40. Hy vọng rằng sau chương trình này các bạn sẽ bay về chung một chuyến. Cho em xin phép là em đặt vé máy bay lúc về là ngày bao nhiêu? Em đặt về tối nay luôn ạ. Tối... Tốt à? Không, anh sao lại về sớm thế, đang bảo chán quá. Nếu mà tối nay mà thành một cặp thì rời vé anh về. Em đừng lo lắng điều đó. Nhưng không sao, bao nhiêu Láng Hạ thì em đến lúc nào cũng được. Đúng rồi. Okay. Bây giờ mình nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm Cảnh là gì? Ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, khả năng gây thiện cảm tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí, ví dụ như là sửa máy móc, cái là đấu điện, vớ vẩn là dập chết, nên là thôi những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Coi như nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn nam hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. Đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế như là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ, hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Em ăn 2 bát mì liền, ăn xong ăn 2 bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn đúng một lần 2 bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Gấp đôi thì anh đang ăn đấy. Có nghĩa là em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao. Không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ giảm, lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. À. Tiêu tiền tốt. Tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em tiêu nhiêu là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý, hợp lý. Ví dụ nha, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát. Nhưng một bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả trước luôn. Em sẽ không yêu người kibo với em một bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không cái thể đấy. Hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đâu? Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ. Em đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ đó. Vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Ơ, ăn có 3 bát phở mà không phải vị kỷ ạ.
Trời đất ơi, ông không. Ơi đó là quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ ba bát phở? Nhiều khi mình phải nghĩ, ô, lỡ người ta thử lòng mình thì sao? Chưa gì vào ăn ba bát à, anh trả hai bát, em trả một bát. Ô, thế thì đâu có sức chết, tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là thiết về kinh tế à, mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kiểu mời nhau đi xem phim hoặc là một hai lần đầu thì ai, có nghĩa là ai trả chẳng được. Dăm 700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà quan điểm nó có hợp nhau để sau này mình cần. Cái bát phở thì vứt bỏ cũng được, quan trọng gì. Nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm gì vậy? Quan điểm mới quan trọng. Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bác phở đi. Em đã có mấy mối tình rồi em gái? Em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi. Khá nhiều mối tình hả? Vâng, chắc là khoảng 4-5 người đấy ạ. Mối tình mà mới đây nhất là bao lâu? Mới đây nhất là, thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu, chưa hẳn là một mối tình ạ. Mối tình đó em có ăn 4 bát phở không? Em chỉ ăn 2 bát thôi em ạ. 2 bát thôi hả? Dạ vâng. Mối tình ý là cách đây lâu chưa em? Đợt trước Tết ạ. Mà tình đó rồi. Tình nhẹ thôi à, tình, không tình. Yêu đương. Không phải là một mối tình, chỉ là một sự tìm hiểu thôi. Quyệt quyệt qua thôi, không tình sâu sắc gì. Còn em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là qua Facebook, khoảng 1-2 năm. Không nhớ lắm đâu, tại vì nó cũng lâu, 5-7 năm rồi mà. Yêu em thì em hay kiểu là quá khứ, em không nghĩ đến nhiều mối đâu. Rồi mối tình mới đây với mai thôi. Mối tình mới đây nè. Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi. 4 năm. Mối tình nó kéo dài không? Kéo dài nửa tháng, nửa năm, còn là nửa tháng. Tại sao phải chia tay? Ngày trước em quan điểm như thế này. Ngày trước em quan điểm là nếu như có người yêu đấy thì em sẽ không quen nữa. Trước khi quen bạn thì em hỏi là có người yêu hay không. Thì bạn ấy kiểu con gái mà rất là khôn, mập mờ, nửa trắng nửa đen, cứ nhập nhằng. Thế vì mình yêu thì mình chấp nhận, thì mình vẫn theo đuổi đến cùng. Thế nhưng mà sau khi đến lúc chắc chắn là bạn ấy có người yêu rồi thì em mới hỏi để cho bạn ấy có chân thật hay không đấy. Thì bạn ấy càng nhắn tin lại các thứ ấy. Từ lúc ấy em không liên lạc, không nhắn tin với không gọi điện nữa. Thì nếu như bây giờ em lại quan điểm khác, thì bạn ấy có người yêu rồi đấy, à bây giờ em vẫn theo đuổi. Đá bóng như thế nào không quan trọng, quan trọng là ai ghi bàn đấy, cưới ai là được, còn yêu thế nào thoải mái đi. Quan trọng là có cưới nhau hay không thôi. Tức là quan điểm em đã thay đổi. Đã thay đổi rồi. Còn cái chuyện mà quan điểm trả tiền phở là không thay đổi. Cái quan điểm trả tiền phở đấy, nếu mà nói như này. Đúng không? 1-2 lần đầu, vài lần đầu quen nhau đấy thì không bao giờ em để cho bạn ấy như thế. Nhưng mà ý em nói là con gái đấy là có trách nhiệm chia sẻ về tài chính. Nếu như đã đi làm có một nguồn thu nhập rồi, có thể là có trách nhiệm, nhưng mà có khi bọn em không để cho người ta phải trả tiền đâu. Vì quan điểm của Việt Nam là vẫn là con trai là lên bao mà. Thì sống ở đâu thì âu đấy. Nhưng mà ý thức bạn ấy muốn chia sẻ nó khác. Còn có khi là em không cần 50-50. Còn vài lần hôm nào em quên hoặc em thiếu tiền thì em bảo thẳng luôn, bạn ấy có bạn ấy trả. Đấy, hoặc là bạn ấy trả một phần. Về mặt kinh tế. Bạn ấy trả một phần cũng được, chứ không phải là 50-50. Mình có trả được ha. Để tôn trọng. Thế nếu mà cô ý quyết không trả đấy, anh cô ý có rất nhiều tiền đấy nhưng mà vẫn không trả tiền anh cái bát phở đấy, thì anh có yêu nữa không? Anh có tiếp tục không? Anh không phải không yêu vì bát phở, không yêu vì cái quan điểm tài chính nó lệch nhau hả? Tức là phải có đóng góp. Anh ý anh nói thế đó. Tức phải là có tư tưởng đóng góp. Ví dụ giờ anh với Nam Thư ăn phở xong thì anh biết Nam Thư biết rằng là Nam Thư sẽ không trả, nhưng Nam Thư đấy thôi để em trả cho. Không phải chân thành, là muốn trả chân thành, không phải là để em trả cho em trả, không phải kiểu ý. Nhưng mà ngồi xuống bình tĩnh, phải ý chân thành là muốn trả thật. Nhưng mà có khi em chưa, có khi là em ga lăng, em không cần trả đâu. Nhưng trả thiệt, em phải nghĩ là cô kia trả thiệt đúng không? Bạn ý trả thiệt hay không thì mình cảm nhận được ngay, kiểu vỡ kiểu như vậy. Oai thì ai chẳng biết đúng không? Đấy, em mong muốn là người đó phải trả thật. Bạn ý có ý trả thật nhưng mà em có khi em không để bạn ý trả đâu. Rồi, ga lăng mình ga lăng rồi, mà. Rồi ok, coi như muốn chia sẻ thật sự đó. Quan điểm mà bạn trai bên đó, còn quan điểm bạn gái tìm người yêu thế nào? Em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì nó cũng đơn giản, mà thực ra thì cũng không đơn giản. Là sao? Là hơi phức tạp. Tức là nó hơi phức tạp một tí đấy. Ví dụ cần một người đàn ông, nếu mà sau này làm chồng ấy thì là sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình, là một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng tốt, một người đàn ông cao thượng, không tính toán so đo những cái nhỏ nhặt. Ví dụ như bát phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí. Chưa chắc là anh bắt em phải trả. Đấy là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán. Còn nếu mà về mặt công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền, xác định có một công việc để mà lo cho gia đình, lo cho tương lai sau này. Và một người cũng phải biết nghĩ chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng, ba bủng rồi hút thuốc. Em cũng không thích cả nước chè nữa luôn. Có thuốc không? Em thuốc hút rất ít. Chè rượu chè có không? Chè không uống. Rượu thì
Nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ nhưng mà không nhiều. Rồi, ok. Đó là ý kiến của hai bạn rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi. Em đi với ai tới đây hả Kỳ? Chị ơi, hôm nay thì em bay vào đây một mình thôi ạ. Ừ, rồi. Thế chị đại diện người thân em nhé. Dạ vâng. Vâng. Thế còn gì thế bằng. Vâng. Anh trai đi với ai? Em đi một mình. Rồi, anh sẽ là bên đàn trai. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè? Thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ. Đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau. Yêu thương nhưng bát phở là bát phở. Khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok ngồi xuống. Kinh tế em làm nhưng thì anh làm để chia sẻ thì... Giờ anh nghĩ sao đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát, bát mừng ra. Rồi thôi, rồi em trả hai bát, em trả một bát nha. Như thế là chúng ta sống giả vờ, chúng ta phải sống thật với bản chất sống của mình. Sống thật không chật với lòng. Nếu lúc đầu ơi để em trả nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho, anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Đúng. Bây giờ là đầu tiên là ôi trả hết, sau đó về cưới nhau rồi trời ơi ki bo còn hơn cái gì nữa. Sống nói về chân thành là chỗ đó. Trời rồi ơi sao? Thì về đưa tiền hết cho vợ làm trả là có chuyện những bình thường. Đưa tiền cho vợ cho em ý kiến với. Em để anh đàn trai làm việc, khoan từ để anh làm việc với bà mối xong nữa. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua, thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền, 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế, cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có, thí dụ như anh, không, anh cũng có giữ lời hết. Là anh có quỷ đen hả? Trời ơi, nhám cho nói trên sóng anh có quỷ đen không anh Linh? Quỷ đen, quỷ đó không phải quỷ đen, quỷ đó công khai. Quỷ công khai. Nhưng mà mình phải giữ lời riêng một quỷ cho mình 20%, 30% gì đó để mình ngoại giao, để lo công việc này kia. Nhưng mà nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền, chúng tôi thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở? Để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau, đó là điều đương nhiên. Và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thực sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn 3 bát mà kêu em trả lời 1 bát là em bỏ chạy. Em mất phép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Giờ cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới lần đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, mình phải trả tiền gì đó. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Chân thành bằng cách người ta không bao giờ tặng nhau con cá cả, người ta tặng nhau cái cần câu. Chân thành bằng cái giúp đỡ công việc này, cách làm thế nào để tự mua được bát phở, giúp đỡ nhau những cái ý. Không phải tặng trực tiếp vật chất thì nó là quá tầm thường rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Mẫu người ăn phở ra tiền đúng không? Đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành. Rồi. Không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm. Em nói như thế thôi. Nhưng cái trong em tốt hơn như thế thôi. Nhưng mà em giảm cái hình ảnh cá nhân đi. Rồi. Để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý. Đấy. Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là người hướng ngoại. Phụ nữ quan điểm hiện đại. Mà hiện đại thì nó lại còn tranh cãi hơi nhiều đấy. Bởi vì như bạn ý nghĩ bạn hiện đại, nhưng mà em nghĩ như em mới là hiện đại. Đấy nó khó nhưng mà thôi. Làm được thì nó mới gọi là giỏi. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Thôi bây giờ mình mở tàu ra để cho hai người có thể gặp nhau. Có yêu cầu gì ngoại hình không? Ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi. Nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được là được khoảng 1m55 trở lên. Đấu trên dưới 50 cân. Dưới 50 cân được thì tốt, trên 45 cân đấy, khoảng không đủ tầm hôn thì bắt ghế lên. Thì nó vất vả các bạn ý thôi. Chúng ta kéo rào đi. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu câu chuyện là của tụi em. Nào.
Xin tặng bạn một quà từ Hà Nội này. Có thể mở quà ra coi coi có bác phở. Cái phiếu để em coi thử xem là cái cố định. Rất là đáng yêu ạ. Bật mí là em gái tôi thấp lắm, có 1m69 nè. Chưa chắc ai bắt ghế ai đúng không? Rồi. Em cao hơn. Bắt đầu. Bọn em được 10 phút ạ. Tụi em cho tụi em 5 phút. 10 phút đi anh. Không, đáng lẽ có 2 phút nhưng mà từ Hà Nội vô thêm 3 phút đó. Rồi. Câu chuyện. Anh nói chơi nha. Về tình yêu nha. Thì anh có 2 phút rưỡi. Rồi. Đúng là em là... Ok. Dân kinh doanh phải chuẩn. Chuẩn nha. Thời gian bắt đầu. Trong Phật giáo đấy, thì nó có câu thế này này. Gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy, thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy, thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi. Thấy khó lắm. Nhưng mà dạ, cố gắng khó thì mình phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ. Cái vấn đề nó không nhỏ nhặt, quan trọng, đúng không? Nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh thấy rất là ấn tượng. Vâng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và phải biết đối nhân xử thế. Một người người ta hay sai lầm về tình yêu đấy là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Anh thích một người phụ nữ là hướng nội hay là hướng ngoại? Anh thích người hướng ngoại và thích người đặc biệt là rất thích người kinh doanh, tự kinh doanh. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày? Có đưa em đi ăn phở mà không được, tính cái kia không? Được một ngày. Một tuần thì cả là anh dành được một ngày. Nhưng mà em ăn được 4 bát thật à? 4 bát liền luôn. Em bảo là em ăn 2 bát nhưng là do anh hiểu lầm, anh nghĩ là 4 bát nhưng mà tôi không sao. 2 mì hoặc là 2 phở. Dạ vâng. Bình thường. Nhưng mà đối với con gái là ăn nhiều. Phở Hà Nội mà phở Lý Quốc Sư khoảng 35.000 tô. Nhưng mà cái ít anh làm được. Tính toán nhanh lắm. Thì anh nói chuyện với em, anh hay nói đến thế giới quan, rồi thì phương pháp luận, rồi thì tư duy, rồi thì các thứ, em có thấy nó kỳ kỳ không? Em thấy không nên quá nói sâu về vấn đề đấy vì... Không, có nghĩa là không nói sâu. Vâng. Thì những câu chuyện bình thường như thế này, nhưng đôi khi anh bị hay dùng những cái từ như thế. Em thấy có cái nó... đấy em bình thường. Hơi xa với thực tế không? Hay là nó bình không, thường? Cái đấy em bình thường, em không có vấn đề gì. Hẳn là em thầy thần tượng thầy Lê Thẩm Dương hả? Có thần tượng em không? Quá cuồng luôn. À Lê Thẩm Dương đúng không? Hệ thích. Giá trị cá nhân rồi vậy đúng không? Em thích ở cái điểm gì đây? Ừ. Một tuần thì có thể anh dành được khoảng một ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần một ngày mà còn ít nữa. Vâng. Thì em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà em có thể xin phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn kể cả hẹn hò. Thì là theo em tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần. 3 2 là 6. Nhưng cái gì mà lên 2 thành 6 thì không nói. Tính phở đây chị. À tính phở. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thế thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy là khoảng là 2 lần một ngày. Cộng 3 cộng 1 10 ngoặc đóng ngoặc. Ok, 2 lần một ngày cũng được. Tần suất ý là hợp lý đấy. Quan điểm ai thích con trai thích con gái nói luôn. Em thích con gái ạ. Em thích cả con trai nhưng mà em sẽ để được con gái đầu tiên. Từ con trai em để thứ hai. Em sẽ để được giới tính của con, em sẽ chọn được. Em không chọn được nhưng mà em mong muốn là như thế. Anh có một cách này. Là cách khi gì mà ạ? Mình lúc mình quan hệ để cho tiếp lúc vợ chồng quan hệ đầu mình mà cứ nghĩ về con gái hoặc nghĩ về con trai đấy, tất nhiên những phương pháp khoa học thì mình sẽ áp dụng rồi đúng không? Thế nhưng mà mình cứ nghĩ mà ta muốn để con gái, khả năng để con gái nhiều lắm. Anh cũng thích con gái. Em thích con gái vì em thích con gái thì sao? Thì là lúc là sao? Lúc cao trào đó mình nghĩ về con gái là đúng ý đó. Anh ấy là như thế đấy. Nghe nói anh Đúc là sao? Cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một là sao, là bắt đầu sao mình giờ thí dụ muốn con trai nè thì sao? À cái tinh thần là kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó. Nghĩ lúc nào? Nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ, hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi, hoặc là khi thích thì mình nghĩ thôi. Đấy, hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh khóc nỗi đau này. Anh là trường hợp ngoại lệ. Rồi. Bây giờ anh thích cái vụ này nè. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó.
Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em. Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở. Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở và 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cái bát rưỡi rồi đấy. Cái hai bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh, bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đúng đã à. Tạo ra ấn tượng gì chưa? Dạ. Đã vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điều anh khác. À thế ạ. À? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Thế bây giờ anh đặt tình huống mình là một cô gái như em. Rồi. Đi ăn với anh, kể cả hẹn hò lần đầu tiên đi. Rồi. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cứ cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Đúng không? Ok. Thì cái thể trạng của em tốt, em đói thì em ăn tốt. Còn anh ăn một bát là chuyện của anh chỉ phù hợp như thế thôi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở là em trả tiền. Thế cái sao thứ... thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi. Còn 2 bát phở đấy em ăn là em trả đi. Cái anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát. Nhưng 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Mấy lần đầu tiên đấy thì không ai để em như thế cả. Tóm lại là lần đầu tiên gặp thì 3 bát phở, ví dụ em ăn 2 bát đấy, anh ăn 1 bát đấy, thì ai là người trả tiền hay là anh chia sẽ trả hay tất. Như nào? Anh sẽ trả tất. Okay. Nhưng mà nếu như em mà có tinh thần đóng góp đấy, anh có thể nhận hoặc không? Lần đầu tiên em sẽ không bao giờ đóng góp. Anh chưa nói anh có nhận hay không, nhưng anh nói như này này. Anh không yêu cầu em phải trả. Nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà khi anh... Ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ. Nếu mà anh cho đi, anh là một người đàn ông cao thượng đúng không? Anh cho đi thì anh sẽ nhận được nhận lại. Sao em không cho đi trước đi? Sao em không cho đi trước đi? Không, lớn lớn. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu 2 mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không, không. Vô lý. À, anh như thế này là anh chia tay người ta đúng không? Được rồi, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Yeah. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười. Buồn cười đối với em, buồn cười thôi. Rất là buồn cười. Nếu em còn cơ hội em sang. Như này em sẽ chia sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam. Và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất thế cả mọi người ở đây. Thế nhưng mà nếu mà ai cũng nếu mà anh muốn lấy gái Việt Nam, anh muốn lấy gái Việt Nam. Thì anh hãy trả hết tiền 3 bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền 1 bát phở, người ta trả anh 2 bát phở người ta ăn. Không. Nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước. Anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đã nói anh cao bắt thượng. Em trả tiền hẹn hò đâu. Thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh. Và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh. Em chưa nói là em bắt anh trả tiền. Hết đúng không? Tiền bác phở. Tiền bác phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Yeah. Em chưa nói là bắt bạn ấy trả. Em nói là nếu như bạn ấy có ý thức mà chia sẻ tài chính về sau ấy, thì em rất là tôn trọng. Rồi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha. Cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó, nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Em hỏi anh lần cuối là thế anh sẽ trả tiền 3 bát phở đấy đến khi nào? Thì anh lại đòi hỏi người khác phải trả anh tiền. Anh không đòi. À không. Quan điểm của anh là không đòi. Tức là quan điểm của anh là nếu như mà khi mà mình tiếp xúc với nhau lâu đấy, em thấy anh thấy là mình lệch quan điểm quá, thì anh sẽ tự chia sẻ với em và anh tự nghĩ là mình nên dừng lại đấy, chứ không con trai mặt mũi đâu bảo mai em trả tiền cho anh 1 bát hay là mai em trả tiền cho anh nhé. Rồi anh nói như thế thôi, nhưng mà anh hơi bị men đấy, nhưng mà đấy mới là men thì em đang nghĩ là hơi thôi. Rồi em sẽ dành thời gian để tìm hiểu anh sau này nếu như có dịp. Nếu mà các bạn không cảm thấy phù hợp thì không bấm nút cũng chẳng sao cả. Có thể mình người này mình không phù hợp, nhưng ở sóng truyền hình ngoài kia hàng triệu chàng trai, hàng triệu cô gái chờ đợi chúng ta thì sao? Và họ sẵn sàng trả phở hoặc là chia sẻ bát phở cùng nhau. Rồi, bây giờ 3 2 1 hết thời gian. Hết thời gian rồi, em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được. Rồi, đây. Cảm ơn các bạn, đây quà của em.
cho em chia sẻ tí nữa. Cái lý do bấm nút đấy, đôi khi không phải là mình không cảm mến, mà mình thấy là nó vẫn còn khoảng cách hơi xa. Bây giờ mình chưa có tình cảm với nhau mà mình là quyền chọn đúng không? Thì mình chọn những cái tình yêu nó cần tính phù hợp mà. Mình chọn những người mà phù hợp hơn thì nó bớt được cái công lao của mình, bớt cái sức lực của mình cùng nguồn lực mình bỏ ra thì nó dễ tương tác với nhau hơn, dễ vận hành hơn. Tặng cho mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng. Mời nhà gái. Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ, em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990, em quê gốc là ở Đồng Tháp. Nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ công... em làm giáo viên dạy môn khỏe ạ. Trời ơi, vậy là hai người giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha. Coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ, có sự tương quan nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm á, thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, với người không quen. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Dạ, con cũng đã từng học cũng tham khảo rồi cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Dạ. Còn rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện và giúp đỡ mọi người, biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới. Còn cái khuyết điểm của con là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được. Con bỏ đi chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con, tức là con mình nóng thường. Là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ đối với đường tình duyên của con á, thì từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ con có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á, nhưng mà con chưa có thổ lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp. Hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái con giúp lại. Giờ vẫn con. Dạ, vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Dạ chào thầy. Dạ, ủa chào thầy ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ nói thôi tôi có người yêu rồi, ông cũng nên tìm người yêu đi chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi cho nên còn cần phải có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới. Dạ không có tiến không tới không thể tới. Dạ thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng, bạn là ra bạn còn tình yêu là ra tình yêu, người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi ngon lành, chị Lan an tâm. Còn nhà gái đường tình duyên sao? Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Dạ. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng, tại vì thực ra em cũng chưa có mối tình nào. Thôi hay vậy. Dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu một vài bạn nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp, không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Nay cặp đôi đồng trinh. Coi như là khổ trước mà sướng sau. Đúng, bây giờ khổ là khổ trước các... sướng sau thế mới giàu. Giàu trước sướng sau lại càng đau. Thôi nói vậy thôi, bài hát thôi mà. Cũng buồn hơn ha. Bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè. Nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi, cảm nhận cái tình yêu nó khác, yêu là hẹn hò nó sẽ khác nữa, nó không bồng bột giống như ngày xưa. Rồi, em gái,
Bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên này có đủ luôn. Bên này đủ, dễ thương. Bên này là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là lăng nhăng, cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ không à, dứt điểm à, cái gì chắc chắn cái đó. Cái gì dứt điểm cái đó. Đây sát bên là khỏi lăng nhăng nữa, yên tâm. Rồi. Dạ không rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không à, trai? Dạ không. Cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ ăn uống thì vẫn bình thường. À quên quên, ăn uống bình thường chứ quên. Dạ. Rồi còn không thích gì nữa không? Dạ như đó đủ rồi. Vậy ngon rồi. Ngon lành. Nhà trai tôi 100% luôn rồi đó. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối bà nghe. Dạ mẫu hình bạn gái của em thì rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy. Bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm vận gì hạnh cái máy. Làm gì nói máy móc chi mệt. Hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng, bánh xe gì. Thiệt, nói chung là nói như chung hai cái nồi đã có nắp. Nồi. Nói vậy cho nó gọn. Nói đó, đó vậy đi. Ừ, vậy đi. Okay. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cưng? Tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt quá. Trang điểm thì vừa được rồi. Ở vậy được chưa? Dạ, chị Ngọc Lan, Lan là quá xinh đẹp ạ. Dạ. Trang điểm với nhuộm tóc dạ, không? Không có, tóc ta tóc đen đàng hoàng. Bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ chào các cô ạ. Dạ xin chào ạ. Chương trình xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Nói về Thảo đi ha. Thảo thì là người dân miền Tây. Cái đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật, chịu thương chịu khó lắm. Ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính, thì bạn có thể yên tâm về cái khoảng đó, vì Thảo rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu. Bạn trai bên đây thì rất là chân thật và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay. Khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo. Đến đây là đã một cái duyên rồi, thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó, thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Cô cảm giáo cô. Nói chuyện tuyệt vời luôn. Thật ra với những cô giáo mầm non thì Quyền Linh là nhiều người rất là yêu quý, trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn. Bởi vì luôn luôn giữ con của người khác, mình như một người mẹ hiền vậy, chăm sóc từng ly từng tí luôn. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh họ. Anh họ. Rồi, chào anh họ. Chào anh ạ. Lời đầu tiên em chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội, trao cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ. Dạ, em cũng có món quà gửi cho. Dạ, cảm ơn bạn. Em đi, ta nó kêu bằng anh mình. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay. Tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, vậy em đọc. Dạ, hay cái đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á. Mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây, chị Ngọc Lan phụ cho. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Đây, rất là dễ thương, rất là mầm non, cà phê nha. Đây, xem phim nha, màu tím là xem phim nha. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Rồi, đây là Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, hello chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Phòng mong đợi. Phòng anh chiếc bóng một mình, tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi. Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, những khi giá lạnh, những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng,
gói triều chăn ấm tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao, thủy chung son sắc đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa mến thương, trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời, mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Dễ thương quá. Rồi. Nếu mà mình có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn. Cuối cùng mình sẽ đi ăn, rồi đến gia đình với nhau. Bây giờ cô giáo, mình hát tặng lại cho thầy giáo cái gì đi cho nó tình cảm đi. Đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một đoạn nhỏ. Xuân xuân về, đôi lứa mừng vui. Xuân lên chùa ước nguyện tình riêng. Mong ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Dạ anh có thể mở cái món quà ra. Dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Thôi cảm ơn, món quà của em rất là có ý nghĩa. Ở đây thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên. Mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi. Thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình. Thời gian thì nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu. Đúng rồi, nó có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa. Dạ. Rồi mình mới tiến tới không nha. Rồi bây giờ thầy bước tới nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Anh đây là cũng là 30 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được nắm tay bạn nữ luôn. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ. Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi ok. Thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò với nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng bận cái thời gian mình đi dạy thôi, còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. Rồi, về chỗ nào? Cặp đôi này không bấm, tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn. Đếm một. Một, hai, ba. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, xin hai bác ạ. Dạ. Coi, cho con ôm bạn ạ. Đúng, cho mình ôm. 30 mấy năm đó, chắc vô. Đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời, nó kiểu thẹn thùng, chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Thầy thấy thôi sao thầy? Ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó rõ. Đúng rồi. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi, ngủ chung một giường. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity.